yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của bầm, vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Đấy, báo cáo các bác, đây là em gà này là đã đứng quen rồi. Trên là có cái ô. Đấy. Dưới là có cái zoom lại gần chút. Thuần người cựa dài. Sờ thoải mái. À, ông đi khắp vào mưa là ông chạy vào cái lá cọ. Đấy. Cho nó đạp mái kia cho vào cổng đi, buồn phết đấy, đứng đúng tư thế ăn. Sáng dậy là báo thức luôn đấy, 4 giờ là gáy phải cho thêm ít sỏi ít cát vào, cho lúa vào nữa, ăn lúa tốt. Giống gà là nó phải tiếp đất, nó phải ăn đất ăn lúa ăn cát, ăn chính ăn gạo không tốt mà ăn lúa. Cây dưới này là một cái mái nhà luôn. Bây giờ mình che cái lá này xong mai mấy cái tán trên nó dày thì mình bỏ đi, tạo thành cái nhà. Cây thì đứng nhẵn thín luôn. Tạo thành như kiểu cây hương, tạo thành nhà bằng trên là tán cây, thân cây là này lên nhà. Làm ra huấn luyện là không phải xích nữa. Hả? Chả cần phải xích, bỏ được thoải mái. Chẳng qua là buộc đây để cho nó khỏi đạp với gà. Chúng đạp với gà con gà to của mình lai ra bé thịt thì không to. Bình thường mở ra. Nó thuần, con này nó thuần. Nếu mà có một mình nó mà xung quanh không có gà mái là nó đứng vậy. Đứng kia đâu. Nào cái thòng lọng lùi lại. Nó cũng biết kiểu, nó cũng chịu đứng cho mình gỡ cựa dài phết. Kiểu lâu ngày nó xoắn nhiều. Gáy đi, mồi được cho nó gáy bây giờ. Gáy đấy, bắt đầu đừng gáy đấy. Đứng nuôi ra nha. Yeah.
Các bạn ông làm cái mái nó thấp quá. Làm cái mái nó thấp quá. Nó thấp thì nó gù cả gà mà luôn luôn đuôi nó chạm. Nó thấp quá. Làm cái mái nó thấp quá. Nó thấp thì nó gù cả gà mà luôn luôn đuôi nó chạm. Quý vị và các bạn đang xem những cảnh đấy, nông thôn, đồng quê tại trong núi Ba Vì thuộc xã Vân Hòa. Đây là anh em đến nhà chơi, mình thấy con gà hay hay, mình ghi hình lại. Đấy. Con này là đứng ở trên một cái cây vối, cây ruối. Đây là cái phần nền. Và đây là phần mái nhà. Thì sau này là cái cây ruối này sẽ là cái tán của nó sẽ tạo thành cái mái. Đấy, vừa rồi là mồi nó để cho nó gáy. Con này là đang chơi trần nhá. Đang chơi trần luôn. Đấy. Các bạn đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay thì sẽ luôn luôn theo dõi được những cái cảnh sự sống thiên nhiên muôn thú tại quê hương Ba Vì chúng tôi. Đấy. Ngoài cái việc chim cu gáy đà điểu thì có những cái video rất là hay, mình cứ thấy ngộ là mình sẽ đăng lên. Ngộ đăng qua bắt được con rắn hổ trâu hơn cân nhiều, ngoài nhiều nhiều vật sống. Tao cầm cao giờ vút đầu coi là 1m6 1m7 chưa thấy ở đâu. Nó lao vào nó tấn công chim luôn trước mặt mình. À đấy à. Đang ngồi cái bàn đá uống nước đấy mà nó tự nhiên thấy chim bay loạn ấy. Thế là nó lao vào nó tấn công thì cái ông ngồi đấy nghe lại mình bảo là từ từ đã, cứ để cho nó say mồi ạ. Thế là nó cắp vào cánh con chim ấy là xong mình bắt sống. Ở dưới vườn à? Trên sân luôn. Ngay ở cái chỗ cái lồng tròn tròn có mái tôn. Ghê, to dài. Đi theo thứ ba mẹ con đấy là mấy lần trước là nó đã nghe mấy lần là mình đã thấy mình là nó lại lảng đi. Nhưng lần này là nó lại hăng đến nỗi mà lúc đấy là 5 giờ chiều qua. Hơn 5 giờ. Tự nhiên đang ngồi uống nước thấy ông rúi ông người nó to nó lách vào cái lan đấy. Mình cứ bảo cái đẹp cho nó hăng mồi đấy. Sau người mình ấy mình lôi đuôi ra xong mình ấy mình bắt sống. Ngoài đấy có con to nào? To thỉnh thoảng to mang mồi ra mang bẫy ra mà đánh. Thỉnh thoảng nó bị chim cứ bị nó ăn chim điên lắm. Ăn liên tục à? Thỉnh thoảng thôi, cứ thỉnh thoảng kiểu như có rắn nó đi theo vùng. Con nào đấy nó ăn một vài con mà không bắt được nó vẫn ăn nữa. Ừ. Mình ra mà đặt thì ra đặt tập trông nhỏ. Đặt là chết, đặt 3 ngày chết. Tròn cóc à? Cóc với con lằn. Mà từng bao chỉ có ông với tôi đi vào, ông Hiệp với tôi. Nó đi từng bao giúp cỏ bên cạnh đấy. Ừ, nhiều lắm, đấy nó có cái hồ đấy, nó uống nước ở đấy. Con quả to thì chắc ta cho xem video. Định đăng lên cái kênh YouTube nhưng mà thấy nghe vẻ nó rắn rết và nhiều người ta cũng không thích xem cho mình. Bà già bảo thả đi. Thuần, tôi sợ nó có bay không? Chắc nó quen nhỉ. Ông đến ông chờ chứ tôi chờ. Cúi đầu luôn, không nhảy xuống nhỉ. Rồi để đứng tự nhiên. Mồi được gáy đấy, con này là ở dạng mồi được gáy rồi đấy. Con này nếu mà mang rừng là bẫy được đấy. Làm gà mồi rồi. Cựa này.
quần nó nhỉ, dí sát camera mà nó lại không, không chạy. Quần ghê. Cái lá rồi để máy đấy, nó có khi nó có giận mày. Đấy. Ở đấy nhìn nó mới đúng kiểu. Đấy. Bán luôn cả cái dưới đấy. Bán cái dưới đúng là nhấc được thì khối người nhấc, bây giờ đánh cái cây này. Đấy. Quý vị có những cái thời gian nghỉ ngơi và những cái khoảnh khắc thư giãn thì quý vị hãy xem những video của trên kênh Chim Cu Gáy Hay. Các bạn có thể là được cung cấp những đôi chim cu gáy hay, những chú con giống đà điểu và những cái sinh vật cảnh. Đấy, tại quê hương Ba Vì chúng tôi, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đăng ký và là fan hâm mộ của kênh Chim Cu Gáy Hay. Thân ái chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của Bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, trào màu, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn.